tiến sĩ vật lý lừa đảo chiếm đoạt hơn 576 tỷ đồng của hàng nghìn cá nhân. Vẽ ra các dự án cùng trang mạng học làm giàu, hãy nhanh chóng huy động được hàng nghìn tỷ đồng của hàng nghìn cá nhân và qua đó chiếm đoạt hơn 576 tỷ đồng. Ngày 29 tháng 3, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đưa ra xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Phạm Thanh Hải, sinh năm 1966. Tiến sĩ vật lý, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư và Phát triển Công nghệ Quốc tế, EDT, chủ trang mạng học làm giàu, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, phiên tòa bị tạm hoãn do vắng mặt nhiều bị hại và người liên quan. Hội đồng xét xử ấn định thời điểm mở lại phiên tòa này vào ngày 19 tháng 4 tới đây. Vụ án này từng được đưa ra xét xử sơ thẩm từ năm 2018, nhưng sau đó bản án sơ thẩm bị tuyên hủy để điều tra làm rõ số lượng bị hại, số tiền thiệt hại và người liên quan. Đây là phiên tòa xét xử sơ thẩm lần thứ hai. Theo cáo trạng, năm 2007, Phạm Thanh Hải thành lập công ty EDT nhưng không có hiệu quả. Do cần tiền để chi phí và phục vụ mục đích cá nhân, năm 2008, Hải tổ chức các cuộc hội thảo, lập trang mạng học làm giàu, tự giới thiệu là tiến sĩ, có tài đầu tư, kinh doanh. Còn công ty EDT triển khai các dự án có lãi suất cao, làm đầu tư cây Macca nhằm thu hút nhà đầu tư. Để chứng minh tính khả thi các dự án, Hải đưa ra các hợp đồng với lãi suất cao ngất ngưỡng từ 40 đến 50% mỗi năm, cắt lãi ngay khi nộp tiền. Đồng thời, nhà đầu tư được khuyến khích mở rộng mạng lưới với tiền thưởng kết nối từ 2 đến 10% cho mỗi hợp đồng. Trong gần một năm, tháng 10 năm 2014 đến tháng 10 năm 2015, Hải đã huy động hơn 2.725 tỷ đồng. Số tiền thu được, Hải không quản lý thu, chỉ theo sổ sách. Đến khi các khoản tiền gốc, lãi, chi phí phình lên thì Hải mất khả năng thanh toán cho các nhà đầu tư. Về dòng tiền chi, Hải đã chi lãi hơn 1.198 tỷ đồng, chi thưởng hơn 40 tỷ đồng, chi phí hội thảo, văn phòng hơn 55 tỷ đồng. Đặc biệt, Hải góp vốn đầu tư vào các dự án của 9 công ty gần 99 tỷ đồng và cho vay cá nhân 38,4 tỷ đồng. Số tiền mặt thu giữ được trong két công ty Hải chỉ có gần 760 triệu đồng. Còn các khoản tiền gửi của Hải và một số nhân viên kế toán là hơn 116 tỷ đồng. Xác minh tại chính dự án thấy rằng Hải góp vốn vào Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao Việt Nam, IDVA, 9,9 tỷ đồng. Công ty IDVA đã sử dụng số tiền đó vào việc hợp tác đầu tư với Tổng Công ty Cổ phần Linh Dương. Và công ty IDVA chưa có lợi nhuận. Ngoài ra, Hải góp 11 tỷ đồng vào Công ty Cổ phần HC, Phát triển Công nghệ Smart Parking. Đầu tư 3 tỷ đồng vào Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Bất động sản Đỉnh Cao mới, Newpix. Góp vốn vào Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Dự án Xanh Intergreen, Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư và Phát triển Công nghệ Cao Ánh Dương. Tại Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen, Hải góp 11,85 tỷ đồng. Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Macadamia Quốc tế, IDAM là 20 tỷ đồng. Công ty Cổ phần Đầu tư Rinco Hòa Bình là 18,4 tỷ đồng. Còn tại công ty EDT, Hải góp vốn trực tiếp và ủy quyền cho người khác đứng tên cổ phần, đồng thời cho doanh nghiệp vay hơn 17,5 tỷ đồng. Song phần lớn các khoản mà Hải đầu tư chưa phát sinh ra lợi nhuận. Quá trình kêu gọi đầu tư, Hải nhận thức được các dự án chưa thể phát sinh lãi suất nhưng do phải trả tiền gốc, lại đến hạn quá lớn nên buộc phải huy động để lấy tiền của người sau trả cho người đầu tư trước. Cơ quan điều tra đã ghi lời khai của 574 bị hại, trong đó có 294 người yêu cầu bồi thường. Có nhiều trường hợp từ chối đến làm việc hoặc có người đã mất, chuyển nơi ở, nơi công tác. Cơ quan tố tụng xác định số tiền Hải chiếm đoạt là hơn 576 tỷ đồng. Đối với các đối tượng liên quan trong ban kế toán công ty EDT, trong đó có vợ Hải, cơ quan điều tra xác định chưa có đủ căn cứ họ đồng phạm nên không đề cập xử lý. Còn với các cá nhân nhận tiền thưởng kết nối, những người này không được Hải thỏa thuận, hứa hẹn trước, không biết nguồn gốc tiền thưởng, không biết lý do nhận thưởng. Do đó không có cơ sở xử lý đối với các cá nhân đó. Với 2.000 cá nhân chưa đến cơ quan làm việc, cơ quan công an tách tài liệu để làm rõ sau.